Nó thấy thật á? Thấy đấy. Em tưởng nó không nhìn thấy bên ngoài. Nó thấy đấy. Nó thấy đấy. Thằng nào bố nó cứ bảo là cá nó sợ. Đấy, cứ đợi đây. Sao? Tôm đột vỏ. Con tôm, à, cá đang mâm đấy, con mâm mâm đấy. Cá mâm mâm tôm. Con kim sơn đen nó máu. Đây. Cho bao nhiêu con đây? Con thứ 5 rồi đấy. Mẹ bé con làm gì? Mẹ con làm gì con? Con trong đâu? Em bé này mấy tuổi rồi? Cháu 25 tháng bác ạ. Con trong đâu rồi? Con tôm đó, con cá nó rồi. Cảm giác nó không nhai nhỉ? Không cần gì nhai. Bột phân nuốt luôn. Đúng, cá nhai nó không nhai. Không biết nhai, chỉ biết nuốt thôi. Đi vòng quanh ở đây rồi đấy. Tôm má con. Không biết nhai. Đùi nó căng quá. À, thích mà nóng, cởi ra tí đã nọ lạnh thì mặc vào. Không nhai. Ôi á chị. Con này rất chán rồi lại không biết nhai. Nuốt nó đớp phát ra chui toàn cổ luôn. Con đâm đâu rồi? Cô cá ăn hết rồi. Đâu? Ăn hết rồi. Đây đấy. À đây đấy, đấy, đúng rồi đấy. Cuối cùng là khả năng của chồng con kim sơn. Tôm bò đấy. Đấy bây giờ nó mới nhai. Tôm bò à? Bắt đầu là chán rồi, bắt đầu nhai. Không phải nó đói thì nó không nhai. Đói có nước sữa. Hình như 13 con rồi sao ấy. 13, 14 rồi. Ngán bắt đầu ngậm đấy, bắt đầu mới nhai.